xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với Mầm Non Dạy Con Thông Minh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái finger mark phép nhân của nhân 6, nhân 7 và nhân 8. Hôm trước mình đã nhân 9 rồi, hôm nay mình sẽ tuột xuống nhân 6, nhân 7, nhân 8 nha. Và để tiện theo dõi, hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ chương trình và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem nhé. Chúng tôi rất vui mừng và rất biết ơn về những hành động đó của các bạn. Và để không bỏ lỡ bất kỳ một thời gian nào thì chúng ta bắt đầu vào thôi. Và trước khi chúng ta tính toán trên đầu bàn tay của mình thì bây giờ chúng ta quy ước về số trên bàn tay trước nhé. Này, hôm trước về phép finger mark cộng trừ thì hai bàn tay chúng ta đếm là 99. Còn trên phép nhân finger mark nhân phép nhân số 9 thì chúng ta đếm từ 1 đến 10. Còn phép nhân 6, 7, 8 thì chúng ta đếm như thế nào? Bắt đầu chúng ta đếm nha. Ngón cái tượng trưng cho số 6. Và đây số 7, số 8, số 9, số 10 các bạn. Và bên bàn tay bên này cũng vậy. Đây là 6 nè. 7, 8, 9, 10. Và chúng ta nhân như thế nào? Thì chúng ta vào thẳng thôi. Các mẹ và các bé lưu ý nha. Đấy. Thì chúng ta vào thẳng vấn đề. Và đây có các bài tập ví dụ, đây mình đã ghi sẵn nè các bạn. Đó, 6 x 6 thì sao? Đây là số 6 nè các bạn, hai ngón cái số 6. 6 x với 6 thì chúng ta gặp hai ngón cái lại. Và nhiệm vụ chúng ta là đếm thì hai ngón cái gặp lại tượng trưng cho hàng chục, những ngón gặp lại thì tượng trưng cho hàng chục nhé. Còn những ngón xè ra thì tượng trưng cho hàng đơn vị. Và những hàng đơn vị này chúng ta đếm bao nhiêu ngón và hai bên thì nhân với nhau thì nó ra kết quả. Đây bây giờ chúng ta 6 x 6 thì gặp lại là hai ngón này là 20 rồi nè các bạn. Còn bên đây là nhiêu? 1 2 3 4 nè, bên đây cũng 4 nữa. 4 dư 4 là 4 x 4 là 16. 16 cộng với 20 này nữa nó ra là 36. Chúng ta có kết quả là 36 ha. Và tiếp theo, 6 x 7 thì sao? Đây bên đây là 6 nè, bên đây 6 7. Chúng ta gặp lại hai ngón bên đây và một ngón bên đây thì nó ra là 30, 30 là có 3 ngón gặp lại nè các bạn, thầy là ra 30. Ơi, gì con? Tắm. Tắm hả? Để xíu đi, con tắm rồi mà. Rồi, 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 con đem đi, đem lại đằng kia đi, gần hồi mẹ tắm cho. À, rồi, giỏi quá. Và chúng ta tiếp tục đây nè. Thì chúng ta gặp lại là 3 ngón các bạn thì nó ra là 30. Còn bên đây là 4 ngón, bên đây là 3 ngón. 4 x 3 là 12. 12 cộng với 30 nữa ra là 42. Đơn giản thôi các bạn ơi. Và tiếp theo thì chúng ta có là nhiều 6 nè, 6 nhân với 8 thì bên đây là 6, bên đây là sao? 6 7 8 thì chúng ta gặp lại 3 ngón nè. 3 ngón và 1 ngón bên đây nữa là 4 ngón là 40. 40 bây giờ chúng ta đây còn 4 ngón nè, đây còn 2 ngón nữa. 4 nhân 2 là 8 là ra 48. 48 các bạn. Và tiếp theo 6 nhân với 9 thì bên đây 6 gặp vào và đây 1 2 3 đây 6 7 8 9. 9 thì ta gặp 4 ngón, chỉ còn lại 1 thôi. 4 nhân với 1 là nhiêu các bạn ơi? Là 4 ha. Và chúng ta đây là gặp bên này là 4 ngón, bên đây 1 ngón nữa là 5 ngón là ra 50 nè, 50 này là 4 là 1 nhân với 4 là 4 là 54 các bạn. Đơn giản ha. Và tiếp theo, đây là 6 nhân với 10 nè, bên đây 6, chúng ta gặp vào. Và chúng ta đây là nhiêu? Mò này 6, 7, 8, 9, 10 là gặp hết. Cái bàn bên đây là còn 0 nè các bạn. Đây là 50 với 1 là 60. 60 và đây còn 4 ngón nè. 4 ngón mà nhân với 0 thì sao? 4 nhân 0 là 0 và đây là ra 60. Thật là đơn giản phải không ạ? 60. Rất là đơn giản. Và tiếp theo chúng ta cái tương tự về còn số 7 thì sao? Đây chúng ta có 7 x 6 nè. Bên đây đây là 6 nè, 7 thì chúng ta gặp vào, bên đây là 6 gặp vào. Thì đây là 30, 3 ngón gặp vào là tương ứng với là 30. 30 thì bên đây 3 nè các bạn, bên đây 4 nè. 3 x 4 là 12, 12 cộng với 30 nữa ra là 42. Ờ, đợi mẹ xíu nha con. Rồi tiếp tục 7 nhân với 7 thì sao? Đây
Tiếp theo chúng ta là có 7 nhân với 7. Thì đây là 6 nè, 7 nè, chúng ta gặp lại hai bên. Hai bên gặp lại là 4 ngón rồi đó các bạn. 4 ngón là tương ứng với là 40. Và bên đây còn 3, bên đây còn 3. Thì 3 nhân với 3 là 9, với 40 nữa là ra 49. Các bạn thấy đơn giản không? Chúng ta rất là dễ dàng, nhanh chóng. Và tiếp theo đây là 7 nhân với 8. Thì bên đây chúng ta gặp lại là 7 nè. Này 6, 7, 8 thì là 3 ngón, 3 với 2 là 50 rồi đấy. 50 chúng ta đây còn 3, đây còn 2 nè. 3 nhân với 2 là 6 thì ra là 56. Tiếp theo 7 nhân với 9. Bên đây chúng ta có 7 gặp lại nè. 6, 7, 8, 9 thì gặp lại 4 ngón. Còn 3 nhân với 1, 3 nhân 1 là 3. Đây 4, 4 ngón với 2 ngón nữa là 6 ngón, ra là 60. 60 với 3 nữa là 63. Tiếp theo 7 nhân với 10. Tiếp theo chúng ta có 7 nhân với 10 nè các bạn. 7 thì chúng ta gặp 2 ngón này lại, 10 thì sao, gặp hết 5 ngón này luôn thì còn là 0. 0, 3 nhân với 0 là bằng bằng 0. Và đây là 5 nè, bên đây 2 nữa là gặp 70. 70 và đây 3 nhân 0 là 0 nữa là ra cũng là ra 70 đó các bạn. Rồi. Tiếp theo, bắt đầu chúng ta sẽ vào phép nhân 8 thì sao? Đây có 8 nhân với 6, bên đây 8 thì chúng ta gặp lại đây 8 nè, nhân với 6, 6 chỉ có ngón cái thôi. Thì sao? Còn đây là 2 nè, đây là 4, 2 nhân với 4 là 8. Mà đây có mấy ngón gặp lại nè, có 4 ngón các bạn là 40. 40 đây là 8 nữa là 48. 48. Tiếp theo, 8 nhân với 7. 8 nhân với 7 thì đây 6, 7, 8 gặp 3 ngón nè. Đây là 6, 7, đây 2 ngón nữa là nhiều 5 ngón. 5 ngón là 50, 50 thì bên đây 2 nhân với 3. 2 nhân 3 là 6, là ra 56. 56. Tiếp theo 8 nhân với 8 thì 8 là 1. Đây là 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8 thì gặp lại 3 bên, 1 bên là 3 ngón, là 2 bên là 6 ngón, là 60. Còn đây là 20 nè, đây 2 nhân với 2 là 4, thì ra là 64 các bạn. Và tiếp theo thì đây là 8 nhân với 9 thì sao, đây là 6, 7, 8, 3 ngón. Đây 6, 7, 8, 9, 4 ngón. 4 ngón với 3 ngón là 7. 7 ngón và còn lại đây là nhiều 2 này nhân với 1 nè. 2 nhân 1 là 2. Thì ra là 72. Tiếp theo đó là 8 nhân với 10. 8 nhân 10. 10 thì 5 ngón này nè. Gặp lại hết rồi các bạn. 5 ngón bên đây là 6, 7, 8. Đây là 3 ngón nữa là 80 rồi đó. 80 còn đây là 2 nè. 2 mà bên đây 0, 2 nhân với 0 thì cũng là bằng 0, cho nên nó là bằng 80. Các bạn thấy đơn giản không nè? Khi mà thực hiện trên phép, mình ôm lại tí xíu, khi mà thực hiện về phép nhân trong fingermark á, 6, 7, 8 thì chúng ta đếm ngón trên ngón tay từ là 6 nè, 7, 8, 9, 10 nè. Còn phép nhân fingermark về phép 9 thì là hai bàn tay chúng ta là 10. Con đi đi con. Rồi, còn fingermark cộng trừ thì chúng ta đếm là 99 đó các bạn. Và đến đây phần chia sẻ của mình xin được khép lại và hẹn gặp lại các bạn ở dịp tiếp theo, ở những video tiếp theo. Và nếu để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ chương trình thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ chương trình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều về những hành động đó của các bạn. Và cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và mọi điều tốt lành, đem đến nhiều niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu cảm thấy video này hay thì hãy cho mình một like để mình tiếp thêm cho mình động lực để mình lại ra những cái video mới hữu ích hơn. Và nếu như cảm thấy không hay, hãy cho một cái dislike để mình biết, và mình còn điều chỉnh lại những cái chia sẻ của mình biết đó là cái không hay. Các bạn cứ yên tâm thoải mái mà bấm like hoặc không like nhé.
Chứ đừng xem video mà không bấm gì hết thì cũng cảm thấy là buồn, mình cũng không biết là cảm thấy cái đó hay hay là không hay để mình điều chỉnh. Đó là một chuyện rất là buồn các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bye bye.